qua đây đứng nè em. Dạ. Chánh chánh là MC. Dạ. MC không Cưng? Dạ MC. Ừ, giới thiệu cố vấn nha Cưng. Dạ. Xin chào mừng ban cố vấn của chương trình. Và ngày hôm nay không biết là anh chị trong đầu có phấn khởi không? Có muốn chia sẻ gì không? Không có phấn khởi gì trơn, tôi đứng kế đạo diễn thấy số má. Còn Tiên, em cảm giác như thế nào khi gặp mấy MC trẻ ở đây sao Cưng? Dạ, cảm giác em rất là phấn khích khi gặp được một MC xinh đẹp như Muka. Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Trời ơi, em mệt lắm, em mệt thật sự luôn. Đi về trước nha. Đi về, đi về. Dạ, em mời mọi người về. Chỉ hiểu tại sao đó gái là vậy. Trời ơi, cái gì đâu mà đỡ dạ như vậy. Anh ơi, em coi được, em coi đúng lắm á. Đúng sao? Đúng lắm, em coi được vận mệnh rồi. Thôi, bây giờ để em coi. Chào đón quý vị đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Hôm nay Việt Hương rất là hân hạnh. Tại vì Việt Hương biết trong chương trình này Puka là người dẫn chương trình MC. Nhưng hôm nay Việt Hương được thay thế vì Puka đã chuyển qua nghề coi bói rồi. Nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng bằng tôi thay thế Puka để chăm sóc Việt Tiên luôn. Vui nữa. Thôi thì còn nói gì nữa phải không Tiên? Thôi thì hai đứa mình về chỗ để chuẩn bị làm vai trò của hai đứa mình nha. Đi Tiên ơi. Tình em vui mới, bên hình bóng ai xa lạ. Những phút giây lạnh lùng chơi vơi khi em nơi đây một mình. Xin chào quý vị, Khả Dư, Giải Will. Chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Hôm nay mình gặp nữa. Ủa, đảo lộn cái gì? Nỗi đau nó sẽ không chọn đời nữa. Lấy phần MC của em biết sao? Mất, phải mất cả tình lẫn tiền. Cái tính cách của em luôn à, nội tâm. Mặc dù ở ngoài rất là cởi mở và hòa đồng. À vậy là em với số 1 giống nhau đó. Là cũng một phần nào giống à. Ủa có nghĩa là quay lưng lại là hòa đồng hay không? Đó, tức hay mặt ra là tâm sự cùng người lạ được, quay lưng lại là nội tâm. Hai em là chọn một trong bốn bạn này, anh thấy bạn nào cũng được, cũng rất là dễ thương. Tại thật sự ra những con người như vậy nè, họ rất là thật. Ví dụ anh số 1 đi, hồi nãy em nói là bạn số 1 đây trẻ con, anh nghĩ không có trẻ con đâu. Cô ấy suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà cái suy nghĩ đó giống như cô ấy nói là cô ấy thích làm cho cái những người xung quanh mình vui. Mà nghĩ là có người xung quanh có vui không? Quan trọng là quan trọng có vui không em? Dạ, mọi người xung quanh thứ nói em là ngộ nghĩnh nhí, lạ lùng nhí. Em không biết có vui hay không? Vui rồi. Vui rồi đó, nhưng mà thôi. Vui rồi, vui rồi. Em có đức tính sống vì cộng đồng nên là anh cũng khuyến khích vì đức tính đó. Sống vì cộng đồng là sao không hả cơ? Sống cho mọi người vui vẻ đó chị. Đó, sống đàng hoàng đó. Tiên, Tiên, dạ. Em nói xong em bớt nhịn chị lại nha. Em rất là nổi, em không phải. Em đừng có xạo. Chào quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả. Và hôm nay Khả Dư cũng như là Thị Tiên đến với Tần Số Tình Yêu với vai trò là bạn cố vấn. Thì Tiên với một sự hạnh phúc rất là thích về Thị Tiên với Tiên rất là hợp lý rồi. Đúng không anh? Anh sẽ làm gì để truyền đại những cái nói chung là tới cái Tần Số Tình Yêu thì Thị Tiên sẽ thấy cái kinh nghiệm những trải qua quãng đường thành công đó không nhiều cũng không ít để có thể là cố vấn cho các bạn nam ấy mình chọn người đó thì xứng đáng với mình. Còn khi mà Dư đến với Tần Số Tình Yêu thì chắc chắn cũng sẽ đưa ra một chút xíu những trải nghiệm của mình và qua đó cũng sẽ học lớn được một số kinh nghiệm cũng là một tình huống Hương, Bình Sơn, Tiên. Trong game lần này sẽ có một cái cặp đôi mà rất là dễ thương, là Puka và Dư Tiên thì chắc chắn Tiên sẽ không đến với Tần Số Tình Yêu là để ngắm em thôi. Ca nói là Thị Tiên đến với Tần Số Tình Yêu là chúng ta cũng ca thôi khỏi đưa anh khỏi ngồi luôn. Thấy chương trình là bữa nay là không còn ai nói chuyện, là chỉ bắt ngắm người đẹp thôi. Dùng vậy thôi đó. Cảm ơn mọi người, hãy theo dõi ra chương trình Tần Số Tình Yêu nha. Xem hai bạn có cái điều gì đó ở trên Tần Số Tình Yêu này không? Và đây là chữ ký của Puka. Đây đúng là chữ ký của bạn không ạ? Dạ đúng, mới ký mà. À, mình sẽ xếp nó lại. Cũng ngậm luôn. Ngậm luôn hả anh? Đúng rồi, cắn thật chắc vào. Anh đưa hai tay ra. Puka hãy đặt hai tay vào bạn. Hai người hãy nắm thật chặt lại vào nhau và xem hai người này có một cái điều gì bất ngờ hoặc là
tâm đầu ý hợp về nhau không nhé? Anh đang nắm quân bài tâm chuồng và chữ ký của anh. Buka đang nắm quân bài ách gô và chữ ký của bạn. Thì hai người sẽ chạm hai lá bài vào nhau. Đừng hung nhá, đừng hung. Sẽ chạm lá bài thôi. Thôi. Hai thầy nó như zombie vậy thiệt luôn á. Dở lá bài lên cho mọi người xem. Và quân bài hồi nãy anh ngậm là quân bài gì? Và xem chữ ký cho mọi người luôn. Phải chữ ký của Buka mà. Buka hãy dở lá bài lên và xem phải chữ ký của. Ủa sao hay vậy? Có hai số ca. Và hai số ca ngày hôm nay là ai? Xin mời. Được, đừng có đưa cái ông sói ca đó cho tôi nha. Lần đầu tiên á, tôi ngồi đây bao nhiêu chương trình tôi mới thấy ông đó là tràn màn hình đó. Chị Diệp Hương em thấy giống như con rùa vậy đó. Ừ, nguyên cái rùa, có cái tai, có cái đầu phụ nét đó. Trời đó. Rồi. Sao mà cứ dễ thương quá kìa. Đây nè. Những cái người như vậy thiệt luôn, em không hiểu nổi. Chắc là không phải ngồi với chị đâu. Dạ. Đúng không? Nghĩ vậy. Dạ. Còn kia kìa. Bên đây thì hình như đeo mắt kính là lão làng rồi chị. Hả? Dạ hả? Hơi 4 tuổi rồi. Dạ chị ơi, em thấy cái người bên này nè như con rùa mà chịu khó tạo nét lắm luôn. Anh ơi. Tắt đèn đừng có cho hai người ngồi với hai tụi chị. Hai chàng này là sói ca mà chị. Trời ơi, làm trái tim hoài. Bây giờ em chị Nhân. Bắn tim hoài kìa. Bắn tim hoài. Ông ơi. Cứ tạo nét hoài à ông ơi. Bớt bắn tim đi ông, tràn màn hình rồi. Còn cái người đàn ông lún tuổi kìa, sợ quá kìa. Hello Buka. What's your name? My name Diệp Tiến. Trời ơi, đồ của em hả ca? Sao bự như vậy chị? Đó giờ em nghĩ là nhỏ nhắn dễ thương lắm. Gấp đôi người bình thường luôn á. Em ơi thôi kệ đi, đền bù lại người ta đạo diễn. Người ta phía trong người ta dàn dựng, người ta stress, tăng nhiều, người ta hơi bự thôi nha. Thôi kệ, ra ngồi tạm với chị cũng được. Cho Diệp Tiên ngồi với chị đi. Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta xin mời hai chàng sói ca. Cảm giác em rất là phấn khích khi gặp và được một MC xinh đẹp như Buka.